bắt gặp khoảnh khắc chồng sắp cưới của Hoa hậu Khánh Vân si mê vợ không lối thoát tại bữa tiệc của Hà Trí Quang. Đám cưới của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 11 tại Phú Quốc, quy tụ dàn sao đình đám như MC Cát Tường, diễn viên Quốc Trường. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Hoa hậu Khánh Vân cùng chồng sắp cưới cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, các nghệ sĩ đã có màn quẩy cực sung trước tiệc cưới, tạo nên không khí tưng bừng vui vẻ. Ngay sau đó, netizen cũng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc chồng sắp cưới của Khánh Vân nhìn cô với ánh mắt đắm đuối không lối thoát. Có thể thấy, anh vừa cười tít mắt, vừa chăm chú cầm máy quay lại những khoảnh khắc đáng yêu của nàng hậu khiến dân mạng thích thú. Song, qua loạt chi tiết này, nhiều người nhận xét ánh mắt của anh dành cho Khánh Vân tràn đầy hạnh phúc và cưng chiều. Bên cạnh đó, netizen cũng không quên gửi lời chúc phúc cho cặp đôi này. Vào tháng 6 năm 2024, Hoa hậu Khánh Vân bất ngờ công khai được cầu hôn trước sự ngỡ ngàng của cư dân mạng. Được biết, bạn đời của nàng hậu là một nhiếp ảnh gia kim quản lý và lớn hơn Khánh Vân 17 tuổi. Theo đó, cả hai đã đồng hành cùng nhau được 5 năm trong sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, cặp đôi cũng đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới được diễn ra vào tháng 12 sắp tới và hứa hẹn sẽ đầy bùng nổ, hoành tráng hết nấc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.